Vào lúc 9 giờ tối, cảnh sát tuần tra tại trạm xe lửa Nam Kinh, Trung Quốc, phát hiện một cậu nhỏ nhắn 13 tuổi lảng vảng trước quảng trường. Bộ dạng cậu nhỏ nhắn có vẻ lóng ngóng, ngó nghiêng khắp nơi và không biết nên làm những gì tiếp theo. Cảnh sát phát hiện một cậu nhỏ nhắn 13 tuổi lảng vảng trước quảng trường. Cảnh sát đến gần hỏi thăm thì được biết, mẹ của cậu nhỏ nhắn đang họp ở Thượng Hải. Người mẹ đã mua vé tàu lửa để Nam Nhi một mình trở về Nam Kinh, tiếp đến cậu nhỏ nhắn phải bắt tiếp một chuyến xe về Giang Tô. Cảnh sát không thể tin một cậu nhỏ nhắn 13 tuổi đi tàu lửa một mình. Do đó, họ đã liên lạc với phụ huynh của cậu nhỏ nhắn, mặc dù vậy người mẹ không bắt máy. Sau đó cảnh sát liên lạc với bố của cậu nhỏ nhắn. Người bố cho biết, vợ ông xã anh làm vậy là vì muốn rèn tính tự lập cho con. Cảnh sát liên lạc với phụ huynh của cậu nhỏ nhắn. Cảnh sát cho biết, lưu lượng người đổ về nhà ga rất lớn, thời điểm hiện nay trời đã tối, một cậu nhỏ nhắn 13 tuổi ở nhà ga là không an toàn. Cách phụ huynh rèn luyện tính tự lập cho cậu nhỏ nhắn là hơi quá. Khi cảnh sát khuyên nhủ, bố của cậu nhỏ nhắn đã nhờ một người bạn đến đón con tận nơi ga xe lửa. Sau khi cảnh sát xác định danh tính và minh chứng nhân dân của người đến đón, họ mới gật đầu để anh ta dẫn cậu nhỏ nhắn đi. Bố của cậu nhỏ nhắn nhờ một người bạn đến đón con. Qua trường hợp của cậu nhỏ nhắn 13 tuổi này, cảnh sát nhắn nhủ những bậc phụ huynh. Trẻ nhỏ dạy một mình đi tàu lửa không phải là chuyện không thể. Nhưng trước đó, những bậc phụ huynh nên giữ liên lạc và đề phòng mọi trường hợp rất có thể xảy ra. Khi cậu nhỏ nhắn đi tàu lửa một mình, tốt nhất cần phải có người đến sớm đón cậu nhỏ nhắn nhằm mục tiêu tránh trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở nơi đông người. Mọi người khi tận mắt chứng kiến mẩu chuyện cũng đều bất thần trước đưa ra quyết định táo bạo của phụ huynh cậu nhỏ nhắn. Đa số mỗi người bày tỏ quan điểm không đồng tình. Có nhiều phương pháp để rèn con tự lập chứ không phải đẩy con đi một mình trên tàu trong đêm tối như thế. May là không tồn tại chuyện gì xảy ra, nếu như không phụ huynh cậu nhỏ nhắn sẽ phải ôm hận cả đời. Theo Càng Cà Nè.